Rồi, ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm nhiệm vụ Valentine ha, Valentine tại thành phố Amphorida, Iceland, năm 2022-2023 nha anh em. Rồi, mình không linh tinh liên thiên nữa, mình bắt đầu nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ này phần thưởng là cái skin cánh, cái skin cung, cung cái cung của thần Cupid. Rồi, bắt đầu nhiệm vụ luôn. Thì tại thị trấn Amphorida, anh em hồi sinh thì mình ha. Rồi xong rồi anh em chạy qua cái ngôi nhà này ha, cái ngôi nhà phía bên trái này, ngôi nhà số 1. Anh em gặp một cái ông tên là Delivery Man. Anh em hỏi ổng ha, thì ổng mới nói với anh em một cái gì đó. Sau đó anh em ổng kêu anh em là kiếm 10 cái tấm dán lên, ổng dán vô 10 cái thiệp và anh em đi phát giùm ổng. Rồi bây giờ là anh em đi anh em qua cái nhà cái bên ổng, nói chuyện với cái con nhỏ trong cái ngôi nhà này nè, để anh em có thể đi lên lại cái hồ được. Nhỏ tên là Barry, anh em nói chuyện với con nhỏ tên Barry, sau đó anh em nói chuyện với con nhỏ tên Barry, sau đó anh em qua bên này, anh em nói chuyện với thằng tên là Fishman Rose. Thì thằng Fishman Rose nó sẽ đưa cho anh em cái miếng tem dán hình trái tim màu trắng để cho anh em dán vô cái bức thư ha, để anh em đi đi gửi. Rồi thì nhưng mà nó kêu là mỗi một cái tem dán phải đổi bằng một con này nè, một con cá hình trái tim là Luvidit nè. Đó, thì cái con này á, thì phải là anh em tự bắt và phải có tổng cái chỉ số là trên 90 nha anh em. Tổng cái chỉ số màu cam trên 90 thì anh em xuống cái hồ dưới này bắt, có rất là nhiều người bắt dưới cái hồ này ha, cũng khá là dễ bắt. Xong rồi anh em đem nộp thì mỗi lần anh em đem nộp sẽ được một cái trái tim màu trắng là Husk Color ha, cái tem dán á. Rồi sau đó anh em đủ 10 cái tem dán, sau đó anh em đi nộp cho cái ông già ở trong cái nhà này ha. Thì ông già này ông bắt đầu ông dán từng cái lá thư, thì em dán lá thư nào ông sẽ kêu anh em đi gửi cái lá thư đó, nhưng mà mỗi người mỗi khác nha anh em, cho nên là mỗi cái vị trí đều khác nhau. Anh em dựa trên cái lời mà ông nói là anh em đi gửi ha. Đầu tiên ông ghi là anh em sẽ anh nếu mà anh em bắt đầu là anh em bắt đầu nhảy nha, nhảy ví dụ mà anh em không thấy cái này thì anh em đẩy qua để qua coi là coi có cái chữ gì nha. Lá thư đầu tiên của mình để coi có trùng với anh em không. À, lá thư đầu tiên của mình là nói là my heart is with you at home nha. Rồi rồi cái lá thư đầu tiên sẽ cái lá thư này đầu tiên của mình là sẽ gửi tại thành phố Sinop nha anh em, thành phố Sinop, thị trấn hết home luôn. Rồi mình sẽ đi nhanh nha anh em. Rồi đây mình tới Sinop rồi, rồi mình sẽ tới hết home. Cái này thì anh em nào mà có mua vé tháng đi tàu á, sẽ rất là nhanh ha. Đây mình đi vé tháng tàu rất là nhanh ha. Đây, mình muốn đi tới đâu thì mình chỉ cần dịch chuyển tới đó là nó sẽ qua tới thôi ha. Còn em nào mà chưa có ấy thì anh em đi bộ ha. Thành phố Hexham này ở Sinop nha anh em. Rồi anh em chạy qua đây và gặp cái thằng đầu tiên. Rồi đây cái thằng chạy xe đạp, nhỏ chạy xe đạp. Đây lá thư đầu tiên ha. Rồi đây sau khi anh em đưa thư xong nó sẽ hiện lên hình trái tim, nó sẽ cho anh em một cái phần thưởng nào đó, kệ đó ha, không quan tâm chút xíu nào. Rồi bây giờ mình quay lại ông già. Rồi mình quay lại ông già ha, để coi ổng cái lá thư thứ hai của mình sẽ là ở đâu. Đây rồi cái lá thư của hai thứ hai của mình sẽ là Event another word to another dimension ha. Các bạn đọc cái dòng chữ này thấy giống của mình ha. Rồi cái lá thư thứ hai sẽ là ở trên núi tuyết nha các bạn, ở trên núi tuyết của vùng Sinop luôn. Thì mình sẽ đi tiếp tục đi tàu cho nó nhanh ha, chứ mà không đi tàu đi rất là lâu, đi đi dịch chuyển thì cho nó rất là nhanh ha. Tới thành phố Serentet gì ở Sinop ấy ha. Đó rồi xe tiếp theo đây ha, anh em đi tới thành phố này, anh em nhớ mang theo đít nha anh em, để di chuyển lên núi cho nó dễ. Rồi anh em cứ chạy một mặt ha, chạy một mặt như mình, chạy càng nhanh càng tốt. Đây mấy chỗ này chưa đít là mình cũng không đít luôn. Để đỡ tốn thời gian của anh em luôn, anh em chọn cho mình là Mr. Coin Submit. Anh em lên núi ha, sẽ có một cái thằng đứng ở trên núi này, nó đây cái thằng đội nón đỏ này, anh em nói chuyện với nó thì nó sẽ nhận cái lá thư của ông già này đấy, nó cho anh em 3 BBB. Rồi anh em quay trở lại gặp ông già. Rồi mình quay lại gặp ông già để coi cái lá thư tiếp theo của mình sẽ là ở đâu. Cái lá thư tiếp theo của mình là Together While Laying ha các bạn. Rồi Together là tại cái thành phố Selenite nãy luôn á các bạn. Tại thành phố Selenite nãy luôn á. Giờ mình sẽ đi qua thành phố Selenite này ha. Đây mình đi rất là nhanh ha, có tàu mình đi các bạn đi rất là nhanh. Có tàu các bạn chỉ cần dịch chuyển thôi là nó qua. Đây không? Nó qua tới. Còn mà không có tàu á các bạn đi bộ chắc là nhiệm vụ này mất cả tiếng hộ á. Đây mình tới sẽ lên tịch ha, cái Together là gặp cái thằng này ha, cảnh sát. Rồi thằng cảnh sát nhận ha, xong nhiệm vụ rất là đơn giản luôn nha các bạn. Giờ quay trở lại gặp ông già. Rồi giờ mình coi cái lá thư tiếp theo của mình là lá thư thứ tư, để mình coi ông đưa đi đâu. Ông đưa là Walking in this spring ha, Walking in this. Rồi cái vị trí tiếp theo là cái vị trí này là các bạn phải có rock climb nha các bạn. Các bạn phải có rock climb ha, rock climb thì để các bạn leo lên cái phía trên mấy tảng đá thì mới được ha, phải có rock climb thì mới qua được. Rồi bây giờ các bạn qua thành phố Weston City ha, qua thành phố Weston City. Đây mình đi bằng cái tàu cho nó lẹ, còn đi bộ thì nó hơi lâu. Weston City đây rồi. Ha, các bạn vô thành phố này xong các bạn đi sâu xuống dưới. Đây các bạn đi sâu xuống dưới ha. Cái lá thư này gửi hơi xa, cái lá thư này gửi hơi xa. Đây. Đó, cái lá thư này nó phải đi tới round 212 214.
xong rồi đi đi vòng qua cái chỗ mà luyện cấp cho Pokemon ở thành phố Sinnoh này. À, ít ai luyện cấp ở đây, nhưng mà ở trong mấy chỗ này vẫn có chỗ luyện cấp nha anh em, tại vì không có người họ luyện cấp ở đây thôi. Đây quẹo qua chỗ này nè, đó anh em quẹo qua chỗ Sedon Spring này. Đây mùa xuân ha, anh em leo lên này phải có rock lim nha, anh em phải có rock lim này mới leo lên được ấy. Đây anh em phải có rock lim này mới leo lên được, hình như là bắt từ xuống đi bộ ấy. À, bắt từ xuống đi bộ cho nhanh này. Đây cái ngựa không có phóng ở đây được, anh em phải đi đường vòng ấy. Rồi tôi sẽ đi đường vòng qua. Đấy anh em nói chuyện với thằng này là thằng này này nha anh em. Đấy thằng này nó sẽ cho anh em gì đây, ba cái sirius berry. À, xong nhiệm vụ rồi đó. Rồi giờ quay về gặp ông già lá thư tiếp theo anh em, lá thư tiếp theo. Rồi lá thư tiếp theo nói đâu, you are more than a book ha, you are my love. Ok rồi lá thư này hơi bị xa luôn nha anh em, lá thư này hơi bị xa luôn nha, lá thư này ở Sinnoh nhưng mà nó rất là xa luôn. Để mình từ thành phố Canada Bay mình phải đi xuống đây nè, Jupiter City, Sun Game Town anh em, Sun Game Town và qua bên Hoi Park nó mới đúng anh em. Sun Game Town lá thư này đi rất là xa nha, cho nên nếu mà anh em nào mà đi bộ thì hơi căng đấy. À, Sun Game Town, Order City, Next Play, Solar, Sun Game Town đâu? Ôi không có luôn hả? Ôi sao kỳ vậy? Không có Solar On gì tùm lum nè. Sun Game Town đây có rồi. Rồi, lá thư này hơi xa nha anh em, lá thư này cực kỳ xa, nên là phải đi nó hơi lâu ấy. Rồi đây anh em đi xuống đây ha, phải có một cái con search nha anh em, phải có con search. Đây anh em có search rồi, để anh em nào mà không có search thì nhớ mua search thôi. Lumiwan lâu rồi mình mới gặp lại con này á. Rồi cái này là né hết nha anh em, phải cố gắng né hết mấy thằng này chứ để mất công đụng nó mất công ha, né hết còn gì cứ né hết mấy con này. Con nào mà anh em chưa đánh thì anh em phải dừng lại đánh ấy, chỉ là mình đánh rồi hết rồi cho nên là không sao. Họ chạy nhanh qua thôi. Đó, anh em chạy nhanh qua cái khu này ha. Nó qua tới cái khu mà bắt Lucario luôn ấy. Đây, rồi đi ngang qua ha. Tới ra 221 thì lên cái ngôi nhà này, xong rồi anh em đi vòng qua. Đấy, đi vòng qua bên này nè. Lên mốc phía trên này nè. Đó, gặp cái thằng này nè, cái thằng này là chính xác rồi nè. Đấy, nó sẽ thưởng cho anh em ba cái ra đây. Ôi, ba cái ra đây candy luôn à. Ngon quá nhờ. Rồi quay về gặp ông già. Rồi, quay về gặp ông già để coi là cái lá thư tiếp theo mình đi đâu nha. Rồi ông nói cái lá thư tiếp theo ở đâu đây, you were ready, I expect with joy gì nè, with joy. Rồi bắt đầu thôi, rồi đơn giản thôi. Cái con này thì nó nằm ở thành phố Soleon của Sinnoh anh em, con này nằm ở thành phố Soleon của Sinnoh thì đất Soleon. Rồi tôi bị kẹt rồi, mẹ phải vô lại. Rồi quay lại thị trấn Soleon thôi. Rồi đi tiếp thôi, giờ qua tới thị trấn Soleon. Soleon đâu rồi, Soleon đây. À, qua tới Soleon của Sinnoh. Rồi. Đây, con nhỏ nó nằm dưới này đây anh em. Đây con nhỏ đó đây. Anh chỉ cần nói chuyện với nó là xong. Đấy, thấy không? Mình cho anh em ba cái revive. Rồi giờ mình quay về mình gặp ông già thôi. Quay về gặp ông già. Rồi để coi ông cái lá thư tiếp theo là ông dẫn mình đi đâu. Cái lá thư tiếp theo là ông dẫn mình nơi cái nơi mà lạnh hả? Rồi, cái nơi mà lạnh nhất ở rau 217. Rồi đi thôi, rau 217 nha anh em. Giờ mình tới Sinnoh, rau 217 đang nằm đâu dưới này nè. Rồi mình phải tới Sinnoh City á. Rồi, đi thôi. Mình sẽ tới Sinnoh City. Order City, Next, Sheshola, Sinnoh đây. Tới Sinnoh City nha anh em. It's cool đấy. Anh em nhớ mấy cái chữ đầu là được rồi ha. Anh em nhớ mấy cái chữ đầu giống mình là được rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đi tới cái vị trí của con nhỏ đó. Cắn một cái repeat vô anh em, cắn một cái mắt repeat vô ha, để cho đỡ gặp Pokemon hoang dã đó anh em, thấy không, lướt rất là nhanh không có gặp con nào hết trơn. Anh em né mấy con này ra nha, cái con nhỏ nằm đâu đây nè, có một cái con nhỏ đây, cái con nhỏ đứng yên nè anh em, anh em nhấp vô nó rồi đó ha. Rồi xong nhiệm vụ rồi, quay trở về gặp ông già tiếp. Rồi để coi cái lá thư tiếp theo ông kêu mình đi đâu nha. I wish the moment last ha. Rồi anh em nhớ cái chữ đầu nha. Bây giờ là mình sẽ đi qua Antino City. Rồi Antino City đâu, tất cả đều là thuộc vùng Sinnoh hết nha anh em, đa phần là ở Sinnoh hết á, chứ mấy thành phố kia không có, chỉ có Sinnoh thôi à. Nhiệm vụ này là của Sinnoh ấy, à, tất cả đều hoạt động ở Sinnoh. Rồi sẵn chỗ này là mình vô mình mua thêm một ít dây thừng nha anh em. Đi cái này thì anh em phải xài dây thừng cho nó lẹ ha, cái này xài dây thừng cho nó lẹ đấy, anh em xài dây thừng nó rất là lẹ, dây thừng với lại đi tàu thì rất là lẹ
À rồi, bây giờ mình sẽ chạy qua bên đó cho anh em coi. Gì đó, từ đó qua rau 205 xong rồi đi ngang luôn nha anh em. Đi ngang luôn. Cái này anh em nhớ học thêm khách. Anh em nhớ học thêm khách. Mình sẽ thấy chiêu ship bơm rồi. Học thêm khách. Đấy. Anh em đi lên đây. Dạo. Ăn cái mắc repeat này vô xong. Đây cái ông già cái đứng ngay góc này nè anh em. Rồi ha. Rồi, xong, một ông nữa. Rồi bây giờ quay về gặp ông già đưa thư tiếp. Rồi, bây giờ gặp ổng thôi. Đây. Bây giờ gặp ổng tiếp tục, còn hai lá thư nữa. Lá thư này là ở đâu đây? You remember our promise. Rồi, bây giờ là tới cái vị trí tiếp theo là cái promise là cái hồ ha, cái hồ ở thành phố cái hồ ở thị trấn đâu rồi? Cái hồ ở thị trấn San San Game. Giờ mình đi qua thị trấn San Game đi qua cái hồ đó. Đây. Rồi, order San Game đây. Rồi giờ mình sẽ đi qua cái hồ đó nha. Đây cái hồ nó nằm bên này nè anh em. À, anh em nào mà có làm nhiệm vụ, cái nhiệm vụ này nó không cho mình nhận một lần là mình đi một lần hết, mà cái nhiệm vụ này nó bắt mình đi từng từng đợt á anh em, bắt mình đi từng từng bên từng bên từng bên vậy á, chứ nó không cho mình đi một lần mà được liền ha. Đấy nó bắt mình đi từng đợt kia đó, à, bắt buộc là anh em phải chịu thôi, chứ giờ tôi cũng không biết cách nào ha, nhiệm vụ người ta bắt buộc vậy mà. À, cho nên nó hơi dài chút xíu ha, vụ hơi dài chút xíu, mình thì mình không có cắt ngắn video clip hay là mình không có làm nhanh hơn được nữa, cách này là nhanh nhất rồi ha, đây là cách mà có thể là cho anh em dễ coi nhất. Rồi đây cái con này nè anh em, à, đúng, cái ông này nè anh em, đấy anh em nói chuyện với ông là xong. Đấy ông cho anh em 10 quả Pokemon ha, xong nhiệm vụ rồi về gặp ông già lấy lá thư cuối cùng. Ở đây cũng có rất là nhiều anh em đang làm nhiệm vụ này luôn ấy. Ở đây lá thư cuối cùng nha anh em, đây lá thư cuối cùng. Romantic Star ha, ở cánh đồng. Cánh đồng này khá dễ. Cánh đồng này thì mình thấy có một số anh em đi bộ rất là chán, sao anh em không sử dụng cái dây thừng này. Florama nè anh em, anh em đi tới Florama ha. Florama cho nhanh á, anh em sử dụng cái dây thừng anh em đi về cho nó lẹ. Florama đây rồi, rất là nhanh luôn. Ừ, đâu có đánh với con nào đâu, toàn là đi bộ à. Đấy giờ anh em đi vòng qua ha, vòng qua cái này là nó nằm ở bên cái cánh đồng ở phía trên ấy, nằm cái cánh đồng phía trên ấy. Anh em phải đi đường vòng nó hơi xa chút xíu, nhưng mà ôi gặp Comfy nữa. Đây hơi xa xíu nha, đi đường vòng ấy, nó qua cái hồ này nè. Đấy qua cái hồ này, chọn cái hồ này có vịt có chó đó nha anh em, con trồn mấy anh em, trồn nước con, cái con này nè, tôi tưởng đâu mới đầu tiên tôi tưởng nó ấy là con hải ly á nè, con này là con hải ly nó bơi được cái nước nha nè. Rồi rồi đây hàng cuối cùng là thằng này ha. Đấy nó cho anh em ba hyper potion xong. Giờ anh em quay về gặp cái ông già đầu đầu sỏ là anh em lấy được phần thưởng này ha, hết nhiệm vụ rồi. Ở đâu mà giao cho 10 người vậy? Xa dễ sợ. À bây giờ là mình về mình gặp ổng là xong rồi. Kingdra đẹp nha, hồi tự nhiên trong túi của em có con này, muốn giả vô mặt mày ghê nha hả. Rồi rồi vậy lên gặp ổng là nhận nhận phần thưởng thôi nha anh em, đây là nhiệm vụ của ổng, nhiệm vụ đưa thư thôi anh em. Nhiệm vụ đưa thư thôi ha, nhiệm vụ đưa 10 bức thư. Nhiệm vụ đưa 10 bức thư, hoàn thành nhiệm vụ này thì nó hơi dài chút xíu, nhưng mà xong nhiệm vụ ha. Đây, nhận thưởng Receive Cupid Pouch. Rồi, mình sẽ đeo cái Cupid Pouch vô cho anh em coi. Đây. Cái này là cái cánh mà dành cho hả thần Cupid. Nhưng mà thật sự nó không hợp với bộ đồ Akatsuki của mình. Đáng lý ra là mình phải cho nó mặc bộ đồ nào mà nó hơi hơi bóng chút xíu đây, như bộ đồ này ha, nhưng mà mình màu đen nên nhìn cũng không có đẹp. Ok ha, có được cái cánh này cũng được rồi ha anh em, có được cái mũi tên này cũng được rồi ha. Đó đây là cái phần thưởng mà không dành cho ấy rồi. Ok. Nhiệm vụ tới đây là kết thúc, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại, bye bye.